Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Châu Văn Mỹ sinh năm 1970, cựu phó chánh án thường trực Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Mỹ là thẩm phán, phó chánh án thường trực Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu được phân công tham gia xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Trước đó, ngày 22 tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Hòa Bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trong vụ án 6 tháng tù giam. Sau đó, bị cáo gửi đơn kháng án đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xin được giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo. Qua người quen giới thiệu, bị cáo gặp Châu Văn Mỹ và nhờ Mỹ giúp đỡ được hưởng án treo. Châu Văn Mỹ được cho là đòi và nhận 100 triệu đồng của bị cáo và cũng đòi quan hệ tình dục với bị cáo. Ngày 8 tháng 11 năm 2022, Châu Văn Mỹ tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án và hội đồng xét xử đã tuyên 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng. Sau khi phiên tòa kết thúc, Mỹ điện thoại đòi bị cáo tiền. Ngày 11 tháng 11 năm 2022, tại một nhà nghỉ thuộc phường 1 thành phố Bạc Liêu, Mỹ đang nhận tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Sau hai lần bị hoãn xét xử, sáng nay Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai và 12 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đất đai tại khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Trong phiên xét xử lần này, bị cáo Lê Viết Hưng bị chuyển từ tội danh vi phạm các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất mà cơ quan công tố đã truy tố trước đó, sang tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. 12 bị cáo khác vẫn giữ nguyên tội danh trước đó là vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo cáo trạng, năm 2015, Trương Quốc Tuấn là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái nhận chuyển nhượng khu đất 9 ha tại phường Tam Phước, số tiền hơn 35 tỷ đồng. Sau đó, Tuấn đã bàn bạc với Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước, hợp thức hóa để em ruột là Nguyễn Hữu Thành đứng tên chủ sở hữu khu đất trên để nhận tiền bồi thường khi giải tỏa làm dự án khu dân cư Phước Thái. Dù không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, việc sử dụng đất không đúng mục đích và đặc biệt là không đủ điều kiện được bồi thường về đất, nhưng các bị cáo vẫn ký vào giấy xác nhận, tờ trình, quyết định dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 79 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa xét xử trong 4 ngày. Mặc dù trong thời gian qua, lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về tội phạm công nghệ cao cũng như những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thế nhưng, cho đến nay thì vẫn còn một số người có thể vì mất cảnh giác hoặc vì hám lợi vẫn bị sập bẫy kẻ gian. Người mất ít thì vài triệu, nhiều thì vài trăm triệu và thậm chí có cả những người mất đến hàng tỷ đồng. Cho vay tiền qua mạng, thông báo trúng thưởng, thông báo nhận quà từ nước ngoài, làm việc online, đầu tư nhỏ, sinh lời lớn hoặc thậm chí giả danh cán bộ cơ quan công an yêu cầu đóng phạt, yêu cầu chuyển tiền để xác minh nguồn gốc là các chiêu thức mà kẻ gian lợi dụng hòng lừa gạt người dân. Mặc dù thời gian qua, lực lượng công an Phú Yên liên tục tuyên truyền cảnh báo với các thủ đoạn lừa đảo online bằng nhiều hình thức khác nhau như phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền thông qua báo đài, Zalo, Facebook, nhưng số nạn nhân vẫn nhiều thêm. Đây là một trong số nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Ngày 20 tháng 7, bà bị các đối tượng giả danh là công an, viện kiểm sát gọi điện thoại thông báo có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Hiện công an đã ra lệnh bắt giam, yêu cầu bà mở tài khoản để giao dịch và nộp hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản để chứng minh trong sạch. Lo sợ nên nạn nhân đã đến ngân hàng mở tài khoản, rút toàn bộ tiền tiết kiệm tại ngân hàng chuyển vào tài khoản mới mở. Đến ngày 25 tháng 7, khi đến ngân hàng kiểm tra thì nạn nhân phát hiện mất toàn bộ số tiền 622 triệu đồng. Biểu chị là phải nhìn trực tiếp, nhìn thẳng vô. Rồi bắt đầu nhìn thẳng vô màn hình. Hay là có ai giúp mình đó? Có một người, mấy người công an đi đây nè. Đọc lệnh, bắt chị, tịch thu tài sản, nhà cửa chị. Rồi coi như là... Nói chị dính vô đường dây gì? Đúng, đường dây ma túy. Nó lâu có bán ma túy đâu, lâu mà dính. Rồi bắt đầu cái nó nói chị, do chị ăn hồng của ông đó, ông đó. Giờ đây phải bắt chị 9 tháng hoặc 90 ngày hoặc 6 tháng để điều tra. Rồi mà sao biết, tự nhiên nó nói theo cái trong là nghi theo miết cũng không hiểu sao. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.
nạn nhân bị đối tượng lừa đảo hầu hết là phụ nữ và làm nghề tự do. Đây chỉ là số ít vụ việc mà lực lượng công an thống kê được, bởi trên thực tế, có rất nhiều người thường chọn cách im lặng khi rơi vào tình cảnh trên. Để tránh trở thành là người bị hại thì công an khuyến cáo là tuyệt đối mình không cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của mình cho bất cứ ai mà mình không tin tưởng, mình chưa xác minh chính thức hoặc là mình không có gửi tiền cho bất kỳ ai mà mình chưa biết rõ ngọn cội nguồn công việc đó là như thế nào. Đồng thời mà khi phát hiện ra những cái nội dung mà có liên quan đến các phương thức thủ đoạn nữa trên đó thì nhanh chóng báo cáo ngay cho công an gần nhất để được bảo vệ, hỗ trợ kịp thời. Khi người dân mà nhận được các cái cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo như trên thì người dân là hết sức bình tĩnh và chủ động liên lạc với người thân, bạn bè hoặc là những người có cái chức trách liên quan, đồng thời là lưu lại các cái bằng chứng, các cái cuộc gọi và những hình ảnh đối tượng cung cấp để khi mà công an làm việc thì cung cấp để phục vụ cho công tác điều tra. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, cần đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, thì mỗi chúng ta cũng cần phải tự nâng cao tinh thần cảnh giác, trình độ hiểu biết pháp luật, công nghệ, tránh xa vào tham lam, mù quáng, để rồi tự đưa chân vào bẫy trước các thủ đoạn lừa đảo ngày một tinh vi của các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng Nguyễn Khánh Nam, Nguyễn Trương Đại Nghĩa, Bùi Ngọc Thiện, Nguyễn Phi Hùng, Võ Duy Long và Trần Văn Giang cùng trú tại tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hùng còn bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ việc, 5 đối tượng khác bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Nam, Nghĩa, Thiện tổ chức cho 5 đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ, thu hồi một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Mở rộng, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Phi Hùng là đối tượng đã bán ma túy cho các đối tượng trên để sử dụng. Khám xét nơi ở của Hùng, phát hiện Võ Duy Long và Trần Văn Giang đang trong tình trạng phê ma túy và thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số tang vật có liên quan. Còn tại tỉnh Bạc Liêu, Công an thành phố Bạc Liêu cho biết vừa mời chủ tài khoản Facebook Trần Quốc Tuấn lên làm việc vì có hành vi đăng tải thông tin ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức. Theo hồ sơ, vào chiều ngày 11 tháng 8, tài khoản Facebook có tên Trần Quốc Tuấn đăng tải thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức. Bài viết đã thu hút nhiều lượt bình luận chia sẻ trong thời gian ngắn, gây dư luận xấu trong nhân dân. Sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Bạc Liêu đã xác định được chủ tài khoản này là Trần Quốc Tuấn, trú tại phường 8 thành phố Bạc Liêu, nên mời lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, Công an thành phố Bạc Liêu đã tuyên truyền, nhắc nhở và thông báo lỗi vi phạm. Trần Quốc Tuấn đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên là sai và đã gỡ bỏ bài viết, đồng thời làm bản cam kết không tái phạm. Tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Văn Viễn, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Đối tượng này cao 1m68 và có sẹo chấm cách 1cm dưới sau đuôi mắt trái. Còn về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại khu 15 xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng cao 1m53 và có sẹo chấm cách 1cm trên trước đuôi mắt phải. Và đối tượng Đinh Công Trạng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này cao 1m67 và có nốt ruồi nằm giữa hai đầu mắt. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị.
Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị, tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.